Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng vừa tiếp tục tổ chức triển khai các biện pháp, phương án trục vớt cầu và tìm kiếm người mất tích trong sự cố sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, binh chủng đặc công đã huy động lực lượng tìm kiếm khoảng 20 người, trong đó có 15 người nhái tinh nhuệ nhất đã tiến hành rà soát tổng quan từ chân cầu Phong Châu cũ, bán kính rộng 10 km để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Công tác tìm kiếm được triển khai thực tế theo kết quả mà người nhái lặn tìm kiếm khu vực cầu sập, đồng thời tìm kiếm theo địa chỉ thông tin người dân cung cấp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng đã phối hợp với các đơn vị tham gia xây dựng kế hoạch, phương án trục vớt, tìm kiếm cụ thể. Quá trình tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã chủ trì, hiệp đồng với các lực lượng làm nhiệm vụ, gồm quân chủng hải quân, đặc công, công binh, bảo đảm điều kiện ăn ở, người phục vụ, phương tiện, trông giữ trang thiết bị tại bến vượt cầu Phao. Trong khi đó, cấp ủy chính quyền và các ban ngành tỉnh Phú Thọ sẽ phối hợp làm tốt công tác thông tin, chính xác, kịp thời, thực tế công tác tìm kiếm, tuyên truyền, giải thích để động viên tinh thần các gia đình có người thân mất tích, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, tư tưởng của người dân, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Sau 20 ngày xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, sáng nay Lữ đoàn Công binh 249 Bộ Tư lệnh Công binh đã tổ chức bắc cầu Phao giúp nối hai bên bờ sông thuộc địa phận huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Vị trí cách chân cầu Phong Châu vừa bị sập khoảng 300 mét. Sáng nay, Tiểu đoàn 1 Lữ đoàn Công binh 249, đơn vị chuyên làm nhiệm vụ bắc cầu tổ chức hạ thủy 9 cano 29 đốt cầu xuống khu vực bến sông. Sau khi những đốt cầu phao được tàu kéo đặc chủng di chuyển vào vị trí, tất cả sẽ được kết nối vững chắc tạo thành cầu phao qua sông. Những ngày vừa qua, nước sông Hồng đã rút, lưu tốc dòng chảy đã cho phép nên các phương tiện thực hiện giáp nối cầu không gặp nhiều khó khăn. Chứng kiến công tác chuẩn bị lắp cầu những ngày qua, nhiều người dân địa phương đã rất háo hức chờ đợi giây phút cầu phao hoàn thành và nối liền hai bên bờ sông. Từ khi không may cái cầu Phong Châu sập, nhân dân đi lại rất khó khăn. Từ các cháu đi học rồi tất cả người đi khám bệnh ở bên Việt Trì phải lên tận cầu Ngọc Tháp mới về được Việt Trì. Đi xa cách thêm 30-40 cây số nữa rất là trở ngại. Nên hôm nay bản thân chúng tôi là nhân dân đây rất là phấn khởi, được cơ quan chính quyền cùng với các đơn vị bộ đội lắp cái cầu phao cho nhân dân đi là chúng tôi rất là mừng. Thấy các chú làm việc rất tích cực và làm suốt ngày suốt đêm. Vâng, chúng tôi người dân đây cũng mong các chú làm thế để có cầu đi lại cho bắt người dân đỡ thì chúng đỡ vất vả. Nơi được lắp cầu phao cách vị trí xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu khoảng 300 mét về phía hạ lưu sông Hồng. Đối với người phương tiện đường bộ ra vào cầu phao, các xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc dưới 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép các loại xe ô tô con, xe bán tải từ 2 đến 4 chỗ ngồi lưu thông 1 chiều khi đi qua cầu. Thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe là dưới 30 mét, vận tốc là dưới 10 km/h. Sau khi hoàn thiện mặt cầu, sẽ tiến hành chạy thử tải, kiểm tra độ an toàn. Dự kiến sáng ngày mai 30 tháng 9 sẽ cho lưu thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Vâng, vụ sập một phần cầu Phong Châu cũng đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Người dân sống quanh khu vực và một số nạn nhân may mắn được cứu sống kể lại giây phút kinh hoàng này. Vào khoảng 10 giờ sáng nay, mực nước sông Hồng đã lên rất cao, chảy xiết, khiến hai mố cầu Phong Châu bị sập. Thời điểm cầu sập, có phương tiện, nhiều người di chuyển bị rơi xuống sông, bị dòng nước cuốn. Đang làm ở bên trong xưởng thấy là mình xuỳnh một cái rất là lớn. Chúng em ra khỏi xưởng nhìn ra cái thì đã thấy không thấy cầu đâu rồi. Ta thấy cầu sập rồi, xong rồi chúng em mấy anh em đi ra ngoài chỗ đầu cầu kia để xem thì có hai người đi xe máy thì có may mắn thì ở rơi xuống vốn cầu thì có anh em kéo lên được. Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhiều người nhà của nạn nhân bị rơi xuống sông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những giọt nước mắt đau buồn khi người thân của mình không thể trở về sau tai nạn kinh hoàng này. Bà là sập cầu Phong Châu đấy chị, mà gọi điện để xem cháu nó đi qua cầu chưa, sập đấy, rồi đi chờ không biết được. Quá thì điện là thuê bao, mấy lần thuê bao xong rồi chị mô đi xuống đây xem thì bảo các thứ chất cam thì thấy đúng hình ảnh, đúng cháu luôn.
Ba nạn nhân đi trên cầu Phong Châu sáng nay may mắn được cứu sống đầu tiên đã được đưa vào trung tâm y tế huyện Tam Nông cấp cứu. Một trong ba nạn nhân là anh Phan Trường Sơn ở khu 10 xã Hương Nộn cho biết đang đi xe máy trên đường thì nghe tiếng động lớn, chưa kịp phản xạ, quay lại thì cả người và xe rơi xuống nước. Thấy nó rình rình đằng sau thì cứ nghĩ là xe gì mà nặng tải thế mà nó thấy nó rình rình. Cứ nghĩ là nó rình theo kiểu dạng nhịp cầu nó rình thôi. Thế xong thì chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi. Mà bơi một đoạn thì em vớ được cái chuối. Xong em cứu thì người ta cứu em. Đến thời điểm này, tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục huy động lực lượng triển khai phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Lực lượng chức năng cũng chốt chặn hai đầu cầu, không cho lưu thông, bảo đảm an toàn cho người dân. Báo cáo nhanh của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ được xây dựng bàn giao đưa vào khai thác sử dụng từ năm 1995. Trải qua nhiều năm sử dụng và dù đã nhiều lần đại tu sửa chữa, nhưng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp giàn chính của cầu. Theo Sở Giao thông tỉnh Phú Thọ, cầu Phong Châu tại km 18+300 quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ được xây dựng, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Cầu được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép, dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế 18 tấn, tải trọng người đi 0,3 t một mét vuông. Khổ cầu phần đường xe chạy 7 m, lề người đi mỗi bên 1 m, tổng bề rộng mặt cầu 9,5 m. Cầu gồm 8 nhịp được bố trí theo sơ đồ 4x33+66+66+80+21 m. Các nhịp 33 m là nhịp dầm bê tông cốt thép, dự ứng lực mặt cắt chữ T, định hình của Liên Xô cũ. Năm 2013, cầu Phong Châu từng được thay 4 dầm bê tông thường bằng 4 dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, dán sợi thủy tinh và sợi carbon gia cường, thay bu lông cường độ cao đứt gãy, thảm lại mặt cầu, thay khe co giãn. Theo kết quả kiểm định sau khi sửa chữa, cầu không phải cắm biển hạn chế tải trọng. Năm 2019, cầu Phong Châu được xử lý sói lở, gia cố trụ cầu. Năm 2023, cầu tiếp tục được sửa chữa nhỏ gồm tẩy rỉ, thay khe co giãn, sơn lại lan can và kiểm định cầu. Riêng trụ T7, trụ cầu vừa đổ sập trong sự cố vào năm 2019, từng được tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép, mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép, gia cường khả năng chống va xô bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ. Kết quả kiểm định cầu năm 2019 đánh giá cho thấy cầu khai thác được với tải trọng HL93. Cầu không phải cấm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Đáng lưu ý, báo cáo của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cũng nêu rõ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới dòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7, làm sập hai nhịp giàn chính của cầu. Ngày hôm nay, thì Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ra công điện khẩn về việc khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu, cũng như yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung nhân lực, vật lực để khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn sau vụ việc cầu Phong Châu, Phú Thọ bị sập. Đặc biệt, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất, mưa lũ, sập cầu và tìm kiếm người đang bị mất tích. Trong công điện, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị cần khẩn trương, ra soát, kịp thời phát hiện để có phương án đảm bảo an toàn giao thông, tránh xảy ra các sự cố bất ngờ đối với các công trình hạ tầng giao thông nằm trong khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ, nhất là các cầu đường bộ, đường sắt, các khu vực xung yếu, dễ bị sụt trượt, lở đất, đứt đường. Chủ động nhân lực, phương tiện, thiết bị, vật tư tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng tổ chức cứu nạn cứu hộ và khắc phục nhanh nhất sự cố do mưa lũ gây ra, đảm bảo giao thông an toàn thông suốt, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, cử người trực chốt, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí ngập nước sâu, sạt lở đất gây mất an toàn giao thông. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin liên quan đến vụ việc này trong các bản tin tiếp theo. Đến đây chúng tôi xin được khép lại nội dung của tiết mục Chuyện Trong Ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả.